Thành phố Hồ Chí Minh đã dập tắt đám cháy lớn tại kho hàng ở quận 7. Đến gần 22 giờ ngày 11 tháng 11, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã dập tắt được đám cháy xảy ra tại kho hàng nằm trong hẻm đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7. Theo thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, vào lúc 18 giờ 53 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã nhận tin báo cháy tại số 37 trên 5 đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7 và đã điều động lực lượng và các phương tiện chữa cháy gồm có 13 xe, 2 xuồng máy và 1 tàu cùng 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, ngăn cháy lan, Do sức nóng tỏa ra từ đám cháy kèm theo khói mù mịt và kết cấu xây dựng bị sụp đổ khiến cho công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, vị trí cháy nằm cách xa nguồn nước nên cảnh sát phải dùng tàu bơm tiếp nước từ sông cách hiện trường 500m để dập lửa. Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, các chiến sĩ vẫn phun nước vào hiện trường để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 2.000 m2 trên tổng diện tích 17.000 m2 công ty, cùng thiết bị văn phòng, bánh kẹo, thiết bị điện tử, nước đóng chai các loại, thùng các tông. Chưa ước tính được thành tiền. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được khoảng 15.000 m2 phần diện tích còn lại của công ty. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.